Gì không? Cái đoạn intro đoạn intro em sẽ chỉ anh khác á. Hôm bữa nãy mình đánh intro là bùm bùm 321 là si đô 321 mi đây. Đúng không? Đây là cách thứ nhất thôi. Nếu mà anh có tham khảo, anh tập thêm cách em mới chỉ nè. Thì sau này anh muốn tập intro này thì từ từ để tính. Bây giờ quan trọng là cái điểm hát á ha. Cái intro cách nào cũng được hết đấy. Intro là để mình dẫn cho người ta vô bài thôi, không có gì hết. Khi anh đánh cách chạy bass được rồi, anh đánh cách đây tỉa bay dưới đó. Hơi khó là mình phải biết cái nốt ở ngang dưới và kỹ thuật hammer full up mi son la nè. Mới học đó. Mi si đê mi đê đô là đờ tới đây. Tới đây mình sẽ bám một câu để mình cho các ca sĩ biết là mình sẽ cho các bạn chuẩn bị vô ha. Rồi sau đó thì mình vô nè. Người đi ngồi phố mình vô nha. Người đi ngồi phố chiều nắng tắt bên sông. Thứ ha, đi ngồi phố chiều nắng tắt bên sông. Đôi thứ người đi ngồi phố, cái chỗ này anh có thể là la thứ, em chỉ anh rồi đúng không? Nhưng mà chỗ này mình lên phố pha trưởng không được. Đi ngồi phố bóng dáng xưa êm đềm, tại vì cái câu người đi ngồi phố, nếu mà anh bỏ la thứ bóng dáng xưa êm đềm cũng la thứ luôn thì nó sẽ là bị bỏ một hòa âm, thì cho mình bỏ hai cái hợp âm là pha trưởng. Nhớ chỗ này nha, lưu ý chỗ này, chỉ cho nó hay thôi. Cái này có nghe là em mở động cho anh thôi, em mở động cho anh thêm thôi, cách nào cũng được hết. Cách thứ hai là người đi ngồi phố, là pha trưởng đó. Người đi ngồi phố bóng dáng xưa êm đềm, vậy là thứ lại. Còn cái câu mà hôm bữa mình học á, anh học á là có một la thứ thôi, thì hôm nay là em cho thêm hai cái hợp âm. Người đi ngồi phố là pha nè, pha bóng dáng xưa êm là đềm, mình la thứ. Nhớ chỗ này chưa? Nó chỉ thêm pha trưởng nữa thôi. Cái bữa hôm là cưng để cái chỗ đó bóng dáng xưa và em đêm đó là câu chữ. Bây giờ bữa đó là mình hòa âm cách khác, hôm nay mình hòa âm cách khác, có nhiều là nhiều cách hòa âm mà. Mình có thể tham khảo nhiều cách. Khi anh bảo pha chữ người đi người phố là pha nè, phố bóng dáng xưa êm đêm là xuống la thứ. Thành gây đa chiều công viên ngày xưa là pha đó, ngày xưa ngày xưa ngày xưa
ta hết rồi là hợp âm pha trưởng. Ngày xưa này, ngày xưa son trưởng, ngày xưa đã hết rồi là 17. Thì hôm nay em muốn nha, anh học thêm những cái hợp âm mới, những cái mở rộng thêm, ví dụ là thanh ghế đá chiều công viên rồi thứ nè. Ngày xưa là đô, ngày xưa, ngày xưa, à chuyển qua đô. Đây cách cách hòa âm khác nha. Có nghĩa anh có thể là không cách nào không sai sai hết, cách nào không được hết, nhưng mà mình tập nhiều cách để cho mình lên tay đó. À, mình mở rộng thêm cho nó hay thêm. Ngày xưa là đô này, thay vì pha là đô. Ngày xưa là si thứ bảy giảm năm. Cái hòa âm si thứ bảy giảm năm này rất là hay, anh cần nên tập. À, si thứ bảy giảm năm nè, si thứ bảy giảm năm là bm ở trên đầu đó là trừ năm, giảm là trừ, là trừ số năm đó, bm si thứ đó. Rồi thì ở trên anh ghi, ngón trỏ anh bấm vô nó si nè, anh thấy không, ngón trỏ bấm vô nó si nè, ngón trỏ bấm vô nó si, nó si dây số năm ngăn hai, ngón giữa bấm vô nó la là dây số 3 ngăn 2 luôn, và ngón đeo nhẫn mình bấm vô nút pha là dây số 4 ngăn 3, còn lại ngón út đó mà bấm vô nút rơi dây số 2 ngăn 3. Nè anh thấy không, đã bấm vô đây, lấy cái đàn bấm vô. Ngón trỏ bấm vô nó si, ngón giữa bấm vô nó la, ngón giữa bấm vô nó la, ngón đeo nhẫn bấm vô nó pha, ngón út bấm vô nó rơi dây 2 ngăn 3. Đó là si thứ 7 giảm 5. Nó hơi khó đó, nhưng mà mình phải tập hợp âm này, tại vì hợp âm này là hợp âm rất là hay, mà thường sử dụng trong hợp âm la thứ đó, mình sử dụng nó. Rồi sau này mình sẽ học tập hợp âm, đó gọi là hợp âm âm màu đó. Mình học là nó cũng giống như là những hợp âm dim á, âm dim suốt rồi đó. Thì bỏ vô đây nè, ví dụ nè, đô nè, đô ngày xưa đó, ngày đô ngày si đó, anh tập đô si, đô si, đô si, đô si, đó cứ tập gì thôi, tập quét xuống đây. Muốn tập hợp âm này thì tập cái quét đi 1 2 3 4 đô 2 3 4 si 2 si thứ 7 á, si thứ 7 nha, và qua 17 luôn đó. Rồi anh tập thử coi. Cái này là si thứ 7 giảm 5 á, phải không? Đúng rồi, si thứ 7 giảm 5 đó. 1 2 3 4 Rồi di chuyển. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
ba, bốn chuyển. Một, bốn sau quay lại một anh chuyển. Và nhớ di chuyển là cái tay phải mình là không có ngưng lại. Một, hai, ba, bốn chuyển. Hai, ba,
si thứ bảy giảm năm là anh về mi bảy luôn. 1, 2, 3, 4 về mi đó. Tại vì si thứ bảy giảm năm này nó sẽ về mi bảy, cho nên nó đi liền hai hợp âm này, sẽ nó liền cờ nhau. Ngày xưa đã hết rồi đó, sau đó hết rồi mi bảy đúng không? Anh đánh một câu là câu lót nè, một là anh lót câu hoặc là anh dằn ha. Ví dụ ngày xưa đô trưởng, ngày xưa đã hết rồi, lót. Còn nếu không lót thì hết rồi, mình dằn hợp âm nè, mi pha son mi pha son pha mi đó. Mình muốn dằn hà, muốn làm thì cũng được hết, nhưng mà cho nó phù hợp lại cái lúc này là giờ âm hợp âm mi bảy rồi đó, hợp âm ép âm đó, thì nó sẽ đoạn thứ nhất, phiên khúc thứ nhất để qua phiên khúc thứ hai, cho nên thì mình phải dùng là lót điểm lót hoặc là lót câu chạy câu bass hay là solo lè lét thì đó tùy mình sử dụng, hoặc là mình dùng hợp âm mình dằn mình tu ti lên. Nhớ nha, ví dụ anh muốn tu ti thì anh cũng là ngày xưa, đô là ngày xưa đã hết rồi, tu ti nè, fa son fa mi, tu ti là dằn đó, fa son fa mi. Còn nếu mình không dằn thì mình sẽ đánh nốt ngày xưa đã hết rồi, son si đời pha mi đó. Anh nắm chưa? Nắm được chưa? Rồi. Mình đi nốt solo nốt thì thôi, còn nếu mình không solo nốt mình dằn dằn là pha son pha mi, dằn này pha trưởng này, pha qua son trưởng, pha son pha đó. Được chưa? Đúng rồi, quýnh một âm, quýnh một lần thôi nè, pha son pha mi. Pha mi, đúng rồi. Rồi sau đó qua đoạn hai tiếp tục là mình sẽ đánh y như cũ ha. Thì đi người phố ngơ bơ vơ, người đi ngồi phố, ra 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 ra, tê ti ti ta ta, ta 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 ta. Ở đây mình lót câu hết rồi, mi si đê mi đê đô la. Ngày xưa đã hết rồi, đã xuống mi si rơi mi rơi đô là sau đó là giải chất bùm chất bùm thôi. Nhớ nha cái chỗ này nha, mi si rơi mi rơi đô là đại chất bùm chất bùm chất thôi. Chi tay nhau từ đây nghe nước mắt quay quanh, tiếc lỡ yêu thương đã. Chỗ đó biết văn giải nè, biết lỡ yêu thương sẽ đau thương suốt cả một đời. Chỗ này là học âm trẻ nha, học âm trẻ anh nhớ chỗ này nè, bùm chất 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 chuyển. Nhớ chỗ này để mình làm bất cứ khi học âm trẻ nào mình cũng dùng cái tiết tấu này mình đánh vào, không có bị lủng củng. Bùm chất 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 chuyển, ghi vô chỗ này này, bùm chất 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 chuyển. Để mình không ghi, mình không nhớ tiết tấu đó, mình cứ lộn xộn hoài lủng củng vô đó. Bùm chát 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 chuyển, chát chát chát, nó có hai phát, bùm chát 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 chuyển đó, nhớ thôi. Bùm chát 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 là xuống lên xuống đó anh đó, bùm chát 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 là xuống lên xuống đó, bùm chát 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 có ba cái chát thôi, bùm xuống lên xuống, chát 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 rồi chát cái nữa là cái thứ tư, bùm chát 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 chuyển. Nhớ nha,
thôi chia tay nhau từ đây, nghe nước mắt quay quanh, biết lỡ yêu thương đã quanh, biết lỡ yêu thương sẽ đau thương đó. Yêu đương là bụng này, đương chắc chắn này, đương sẽ đau thương suốt cả một đời. Đó, chỗ đây nó chuyển hai học âm cho nên mình phải ghi tiết tấu này để mình tập. Biết lỡ yêu đương sẽ đau thương, à, bùm chát chát, bùm chát 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 chát, rồi chát 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 là. Biết lỡ yêu đương sẽ đau thương suốt cả một đời. Nhưng mấy khi tình đầu kết thành chuyện mong ước, mấy khi tình đầu kết thành đoạn thứ ba, thứ ba đoạn ba rồi. Rồi anh nắm chưa? Rồi. Rồi giờ nhà tập, giờ nhà tập cho em nha. Giờ nhà tập hết intro rồi chạy, rồi những cái đoạn mà em mới hôm qua chỉ anh cách hòa âm mở rộng á, cố gắng tập thêm cái đó để cho nó lên tay. Mình tập cái cũ hoài nó không lên tay đâu. Nhớ tập thêm một âm âm hòa âm mở rộng. À. Si thứ 7 giam 5 đó. Đô nè qua si thứ 7 giam 5 nè, qua 17. Chỗ đó có ba học âm đó ha. Đô. Còn đâu là đô nè, còn đâu? Không, chuyển học âm đô trưởng nè. Còn đâu. Tình duyên đã lết rồi. Đô trưởng đó, si thứ 7 giam 5 đó. Nhớ không? À, đó là học âm mở rộng một chút xíu thôi. Đó, nâng cao cho anh tập cho nó đỡ nhàm chán mà nó hay nữa. Rồi mình tập thì mới khó đó, nó mới lên tay được nha. Nhớ chưa? Còn cái mà hợp âm đó là cái đó kêu bằng dằn đó. Rồi, hợp âm là dằn nè. Rồi âm dằn đâu có gì đâu khó, âm dằn gì anh chỉ tập nhanh thôi. Phà, son, phà, mì. Tập nhanh tay là được thôi, tại hợp âm đây rất dễ mà. À, được chưa? À. Không biết cái tên của gọi cái đó kêu bằng gì. Đây là dằn. À, dàn còn học âm mở rộng là học âm si thứ 7 giam 5 đó, để qua 17 nè, đô nè. Tại hồi đó giờ mình chưa tập học âm si thứ 7 giam 5, anh có tập 17 không? Thấy không? Anh tập sim thứ 7 giam 5 là để sau này mình cái thế này mình tập những học âm đêm cho nó quen, nó quen cái thế này sau này học anh tập âm đêm nè, à, học âm suốt đồ đó. Tại cái học âm nó thế tay này nó hơi khó, mình tập quen dần dần lên, hiểu chưa? Anh hiểu chưa? Anh nắm chưa? Đây. Này xin thứ 7 giam 5 nè. Rồi. Rồi. Rồi, cảm ơn nha. Rồi.